Vâng, thưa đồng chí Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh có những đánh giá như thế nào về diễn biến của tình hình dịch COVID-19 ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2021 ạ? Mặc dù ở tại Việt Nam chúng ta thì trong nhiều ngày qua là không có những ca mắc mới tại cộng đồng, tuy nhiên thì cũng có rất nhiều điểm mà chúng ta rất là phải đáng quan tâm và đây là một vấn đề rất quan ngại. Cái vấn đề thứ nhất là đối với các cái trường hợp công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về Việt Nam. Theo báo cáo giám sát của Bộ Y tế thì có những cái thời điểm có trên 500 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về trong một ngày, nếu như chúng ta làm không tốt, không giám sát chặt chẽ các cái trường hợp này và có những cái biện pháp quyết liệt thì đây sẽ là những cái yếu tố nguy cơ cao đối với cái chuyện lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng chí vừa nói về việc chúng ta đang có một số lượng rất lớn đồng bào đang làm việc và sinh sống tại Trung Quốc có mong muốn và nhu cầu trở về quê ăn Tết trong dịp Tết Nguyên đán. Vậy thì xin đồng chí cho biết là công tác tổ chức cách ly để phòng dịch đã và đang được ngành phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai như thế nào? Ngay sau khi nhận được cái đề nghị của Cao Bằng về hỗ trợ cái cách ly tập trung cho đồng bào của chúng ta mà nhập cảnh qua đường Cao Bằng thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên và tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh khởi động ngay cái khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 832 với sự vào cuộc của tất cả các sở ban ngành của Ban chỉ đạo các cấp và triển khai tổ chức cách ly cho đồng bào của chúng ta ngay sau khi di chuyển từ Cao Bằng về đến Thái Nguyên. Công tác chăm sóc y tế là rất được chú trọng, hàng ngày là có nhân viên y tế kiểm tra, đặc biệt là đối với những trường hợp là người già, phụ nữ có thai hoặc là trẻ em thì là được quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã cho lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 3 lần trong cả khoảng thời gian cách ly 14 ngày. Và chỉ sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính và đủ thời gian cách ly 14 ngày thì chúng tôi mới làm các cái thủ tục để cho bà con trở về địa phương ăn Tết và sinh sống. Qua các phương tiện thông tin đại chúng thì người dân cũng rất yên tâm về công tác tổ chức cách ly đang được ngành y tế phối hợp với các cơ quan chức năng, ngành chuyên môn để triển khai. Tuy nhiên thì có một mối lo ngại trong việc làm lây lan ra cộng đồng dịch COVID-19, đó là những người dân di chuyển qua đường mòn lối mở. Vậy thì ngành y tế đã có những biện pháp như thế nào để kiểm soát y tế của những trường hợp như thế này? Chúng tôi cũng đã phối hợp với cùng với lại các cái sở ngành, đặc biệt là sở công an và các cái ngành chức năng khác tổ chức tuyên truyền và giám sát đối với tất cả những người dân mà trở về không qua cách ly tập trung. Và chúng tôi cũng kêu gọi mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị tất cả các cái gia đình mà có người thân đang học tập công tác tại nước ngoài mà khi đảm bảo rằng khi người thân trở về thì sẽ phải được cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định của y tế trước khi trở về địa phương. Ngành y tế có những thông điệp như thế nào muốn gửi tới người dân trong việc phòng chống dịch COVID-19 khi mà dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần? Theo chúng tôi nhận định thì đến cái kết quả như giai đoạn hiện nay thì đây mới là cái thành kết quả ban đầu thôi. Chứ còn cái hoạt động phòng chống dịch này nó sẽ còn tương đối lâu dài. Theo nhận định của các cái chuyên gia thì có thể chúng ta sẽ phải sống chung với dịch này từ khoảng 1,5 năm đến 2 năm nữa. Do vậy, mặc dù đạt những cái thành tựu nhất định thì chúng ta cũng không nên chủ quan lơ là trong cái thời gian tới. Thông điệp 5K của Bộ Y tế vẫn là một cái thông điệp mang tính thời sự và nó bao trùm tất cả các cái vấn đề trong công tác phòng chống dịch. Nếu như chúng ta cũng như là mỗi người dân thực hiện tốt những cái thông điệp 5K này cùng với các cái biện pháp phòng chống dịch khác thì tôi tin tưởng rằng trong cái dịp Tết Nguyên đán này và thời gian tiếp theo, mặc dù chúng ta không có một cái Tết sum vầy đầy đủ người thân từ xa về do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ rất an lành và ấm áp. Một lần nữa thì xin được cảm ơn đồng chí Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên với những chia sẻ của ông với khán giả của truyền hình Thái Nguyên.